biết đêm nhớ mong người đã cách xa. Mưa buồn rơi rơi ngoài phố, nghe như tiếng nhạc buồn triền miên. Đêm nào cuốn đây ta dịu nhau trong muôn ngàn lời vơ. Các bạn, bài hôm nay sẽ là bài 104 trong giáo trình guitar cấp tốc. Rồi clip hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn thêm một bản nhạc nữa với kiểu đàn Bolero và với bài hợp âm là tứ, rê thứ và mi bảy, để các bạn dần quen luôn với kiểu đàn này và các bạn đàn sẽ nhuyễn luôn với kiểu đàn này nha. Sau này các bạn sẽ áp dụng những cái bản nhạc Bolero mà các bạn yêu thích và muốn đàn trên kiểu đàn Bolero này. Rồi bài hôm nay vẫn tiếp tục là thêm một bài về mùa mưa nữa cho các bạn. Rồi bài hôm nay sẽ là bài Lạnh trọn đêm mưa. Vừa rồi mình cũng đàn và hát mẫu các bạn tham khảo, không biết có dính bản quyền hay không nha. Nếu mà bây giờ các bạn xem mà không thấy phần hát mẫu của mình á thì chắc chắn dính bản quyền rồi. Mà nếu dính bản quyền á thì các bạn cứ gõ bài hát mẫu Lạnh trọn đêm mưa guitar cấp tốc, rồi các bạn gọi vậy nó sẽ ra cái clip hát mẫu để các bạn hình dung, để chút xíu mình chia sẻ đoạn đó đàn như thế nào, điểm ra sao và lót vào như thế nào thì các bạn cũng hình dung ra được và các bạn tập cho nó lẹ vậy thôi ha. Rồi thì đầu tiên để điểm một bản nhạc thì trước hết sẽ là intro. Rồi intro kiểu đàn Bolero tù này thì mình đã chia sẻ các bạn ở bài số 99 rồi. Các bạn xem giùm mình bài số 99 để các bạn biết đàn kiểu intro này nha. Tại vì mình không nhắc lại, đây là một giáo trình guitar cho nên là đi theo từng bài. Các bạn đã tập qua cái bài đó rồi thì hôm nay chỉ áp dụng vào thôi. Mình không nhắc lại, đỡ mất thời gian cho những bạn đã tập trước được những cái bài trước rồi nha. Rồi thì các bạn nào mà để đàn được kiểu intro mẫu của kiểu đàn Bolero tù này á thì các bạn cứ xem giùm mình bài 99 nha. Tập được kiểu đàn đó là sau này các bạn cứ intro xong rồi các bạn vào bất kỳ bài nào với trên cái điệu Bolero và các bạn áp dụng trên điệu Bolero này nha, nó rất là hợp với kiểu đàn Bolero này đó. Rồi sau khi intro các bạn sẽ vào bài này sẽ là đoạn 1, đoạn 2, điệp khúc và đoạn cuối. Rồi thì cứ hết intro ha. Clip cái bài số 99 trong clip đó mình chia sẻ các bạn là có hai cách để các bạn vào bài sau khi hết intro đó. Một là lót là si đô mi 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 là đàn một nhịp dập la thứ cái rồi vào bài, còn không thì lót xong cứ tiếp tục Bolero và vào bài luôn, không cần phải dầm ha, không cần phải ngưng, không cần phải dầm, cứ tiếp tục đàn Bolero và canh ngay cái bum của đó, si đô la đó, ngay cái la đó là các bạn vào bài nha. Rồi bây giờ các bạn nhìn lời và hợp âm trên màn hình của cái đoạn 1. Phần intro mình không nhắc ha, các bạn xem dùm bài 99. Rồi sau hết intro mình vào đoạn 1, rồi các bạn cứ điều tay Bolero mà các bạn đàn hợp âm tới đâu các bạn chuyển đó cho hết đoạn 1 nha. Rồi các bạn cứ tham khảo lại, mình sẽ chia sẻ lại các bạn nhìn trên màn hình nha. Rồi sau hết intro nè. Nó về cái hợp âm mi bảy ha. Đường xưa vắng điêu hiu thì như mình nói các bạn là chỉ phối hợp âm la thứ rê thứ mi bảy để các bạn đàn, thì đôi lúc có một số câu hát thì các bạn đây là việc sử dụng hợp âm thay thế cho các bạn. Cho nên và cái kiểu như mình thường nói kiểu đàn Bolero này thì chỉ nó bản chất nó là chỉ sử dụng thường chỉ ba hợp âm, không sử dụng đô pha son trong này. Đó cho nên là những chỗ nào đô pha son mình cũng chỉ ba hợp âm này thay thế vào, thì đôi lúc so với những cái bản nhạc Bolero thông thường mà các bạn sử dụng đủ hợp âm thì các bạn nghe câu hát đó nó không hay bằng. Nhưng mà với cái chất của cái kiểu đàn này thì vẫn được nha. Cho nên chỗ nào mình thay thế vào cứ nói chung hợp âm đó các bạn cứ điểm, nó không hay bằng đúng hợp âm nhưng mà với kiểu đàn này thì mình phải chấp nhận như thế nha các bạn. Rồi
Thì các bạn cứ điểm cho hết đậu mộc, chứ thực ra bài này nó cũng có đô pha son trong đó, đó. Nhưng mà bỏ hết, chỉ là sử dụng la rê mi thôi nha. Rồi hết đậu mộc, đường xưa vắng điêu hiu về mi bảy, rồi cứ đàn bỏ một nhịp của cái bô đô tù mi bảy và mình về lại la thứ rồi mình hát cái chữ đầu tiên của đoạn 2. Đường xưa vắng điêu hiu đêm đó, đô chắc son đô la, ngay la này mình hát chữ đầu tiên của đoạn 2, tức là vừa hết đậu mộc mình bấm mi bảy, mình đàn bỏ một nhịp là ngay đây là mình hát cái chữ đầu tiên của đoạn 2. Đêm sầu đi trong tôi nhớ, và sau đó cứ tiếp tục bố rô tù lên nha. Rồi bây giờ các bạn tham khảo hết đoạn 1 qua đoạn 2, các bạn cứ nhìn ra màn hình nha. Bông coi lắng tiêu điều, đường khuya vắng điêu hiu, đêm sầu đi trong tôi nhớ, bao thương cứ như thế, cũng có đô tù và đàn hết đoạn 2. Hết đoạn 2 thì các bạn lót câu lót quen thuộc mà mình đã chia sẻ các bạn ở bài số 98, cách đàn điệu bô đô tù. Trong đó mình chia sẻ các bạn câu lót này rồi đó ha. Là mi đô mi 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 la. Rồi, thì hết đoạn 2 lót câu này vào. Lót xong các bạn bắt đầu tiếp tục đàn không ngưng, thường kiểu đàn này các bạn không ngưng ha. Nó sẽ hạp hơn. Thì các bạn cứ tiếp tục đàn và hát tiếp cái phần điệp khúc vậy thôi. Và điệp khúc thì cũng bô đô tù như thế đàn hoài. Đó, cái cách của kiểu đàn này là như vậy. Không có như bolero thông thường, đoạn 1 rải dây, đoạn 2 căn bản, đoạn 3 quạt chả, ở điệp khúc quạt chả, rồi đoạn cuối bolero chèn bass, nói chung là nhiều kiểu đàn vào trong một bài hát. Còn với kiểu đàn bolero tù này cứ một kiểu từ tới cuối dạng vậy nha. Rồi ví dụ các bạn hết đoạn 2 qua điệp khúc và các bạn cứ nhìn trên màn hình nha. Hết đoạn 2 nhớ lót là si đô mi 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 la vào đó nha. Rồi. Mưa đêm sầu riêng ai, buồn ơi đến bao giờ. Từ đoạn 2 qua điệp khúc, hết đoạn 2 lót là si đô mi 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 la. Vừa lót xong câu này là các bạn vừa hát, cũng hát dứt hai cái chữ mưa ơi đó ha. Nè, ví dụ lại các bạn hình dung lại nha, chứ bạn lót xong các bạn ngưng các bạn hát là không kịp ha, nó sẽ rất là, nó sẽ bị trễ nhịp. Cho nên mình vừa lót là si đô mi mi là mình bắt đầu hát mưa ơi. Nó làm sao mà mi la vừa kết thúc nốt là mình cũng phải vừa kết thúc cái chữ ơi, mưa ơi, rồi mình mới hát tiếp hai chữ mưa ơi nữa, dạng vậy đó nha. Thì tóm lại làm sao các bạn canh hai cái chữ mưa ơi đầu tiên của điệp khúc, nó sẽ rất trong cuối của cái câu lót đó ha. Nè, chậm các bạn dung nè. Buồn ơi đến bao giờ, mưa ơi. Đó, ngày mi là si đô mi mi là mi này là hát chữ mưa nè, là hát chữ ơi nè nha. Đó, tức là trong cái câu là si đô mi 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 là của đoạn 2 đó, thì hai cái nốt cuối cùng mình nốt mi và nốt là đó, thì nốt mi mình hát chữ mưa, nốt là mình hát chữ ơi, rồi tiếp tục bô đô tù tiếp và hát tiếp vậy thôi nha. Lại nè, buồn ơi đến bao giờ, bây giờ ví dụ lại cho các bạn bình thường hết đoạn 2 và khúc, các bạn lưu ý vậy ha. Nốt mí là hát chữ mưa, nốt là hát chữ ơi trong cái câu lót cuối đoạn 2 đó nha. Rồi và mình tiếp tục bolero tù lên và hát cho hết được khúc vậy thôi nha. Rồi ví dụ các bạn hình dung lại. Mưa đêm sầu riêng ai, buồn ơi đêm bao giờ. Tiếp đêm nhớ mong người đã
khúc. Thì các bạn cứ nhìn lời hợp âm của điệp khúc trên màn hình, các bạn thấy khi dứt câu hát nào, cái hợp âm nằm sau lưng chữ nào thì các bạn cứ chuyển đúng hợp âm đó vào một chữ đàn Boruto mà đàn ha. Hoặc là chưa dứt câu hát nhưng sau lưng nó còn thòng một hai chữ, hai ba chữ gì đó, kệ nó, miễn là các bạn thấy cái hợp âm sau lưng chữ nào mình ghi đó nằm trong cái ngoặc đơn đó đó, thì ngay cái chữ hát đó là ngay nhịp của các bạn, ngay cái bum đó, đô la đó, ngay cái la đó đó ha. Son đô la đó, ngay cái la. Nếu âm mi bảy thì đô si vậy đó ha, nếu âm rê thứ thì đô rê nó, thì cứ tới đó các bạn chuyển đúng hợp âm đó và đàn bass hợp âm đó là được nha. Đó. Riêng ta văn u hoài đó, các bạn thấy sao, chữ u hoài là kết thúc cái câu đó nhưng không hợp âm nào cả. Riêng ta là nó ngay cái la là đô la. Ta văn u hoài đêm, ngay chữ đêm này bắt đầu mới chuyển mi bảy và đàn bass của mi cái nha. Nó cái dạng vậy đó ha. Rồi rồi là cứ các bạn cứ đàn cho hết được khúc nha, thì cứ lưu ý như vậy thôi. Hợp âm ghi sau lưng chữ nào thì ngay chữ hát đó là ngay nhịp các bạn, ngay cái bum cuối cùng á, các bạn cứ chuyển đúng âm đó là được. Hát cho hết điệp khúc cũng lót cái câu quen thuộc và câu rất là hợp với cái đàn Boruto này là si do mi 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 la. Nói vậy thôi chứ như các bạn sau này các bạn quen với kiểu đàn này rồi thì khi đưa câu lót vào các bạn có thể tự biến tấu theo sở thích riêng của các bạn. Các bạn muốn lót những nốt nào thì tùy thích các bạn thấy nó hợp với kiểu đàn này thì các bạn cứ đưa những nốt lót đó vào ha. Không quan trọng, chia sẻ thì là chia sẻ vậy thôi. Nhưng mà khi các bạn áp dụng thì các bạn có thể tự biến tấu sáng tạo và đàn theo sở thích riêng cá nhân của các bạn. Đó. Dạ, cái đó là tùy theo mỗi bạn thôi nha. Rồi. Hết điệp khúc cũng lót là si do mi 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 la, sau đó hát đoạn cuối vậy thôi ha. Rồi, mình ví dụ các bạn hết điệp khúc qua đoạn cuối. Riêng ta vẫn u hoài đêm đêm tiếp đêm nhớ mong người đã cách xa. Rồi bắt đầu hát đoạn cuối thôi. Mưa buồn rơi rơi ngoài phố, nghe như tiếng nhạc buồn triền miên. Đêm nào trốn đây ta dìu nhau trao muôn ngàn lời thơ chờ mong đêm. Đoạn cuối thì cũng lót câu đó thôi ha, là si do mi mi la. Rồi lót xong đoạn cuối thì như cái đoạn hai, đoạn hai thế nào, cái đoạn cuối bạn hát cái vậy đều điểm như vậy ha. Rồi hết đoạn cuối thì lặp lại từ ngay chỗ này. Đêm nào chốn đây ta dìu nhau trao muôn ngàn lời thơ, rồi hát kéo ra chờ mong đêm tiếp nào đó. Có hai cách, được bạn kéo được bạn kết ao. Trao muôn ngàn lời thơ chờ mong nãy cũng được nha. Nói chung thì cái cố mình kéo thêm một nhịp và mình đặt hợp âm lại. Cho muôn ngàn ở khai hát hết đoạn cuối, cho muôn ngàn lời thơ rồi rê thứ. Thơ chờ mong đến kiếp nào, vậy là chú âm là thứ thôi. Đó. Còn như phần hát lại thì cho muôn ngàn lời thơ cũng rê thứ nhưng chờ mong chỉ bỏ thêm cái bị bãi vào ha. Lời thơ hai chữ chờ mong mình hát kéo ra một nhịp nè. Chờ mong nó để mình đặt hợp âm bị bãi vào. Hai chữ chờ mong kéo ra một nhịp đặt bị bãi vào ha. Cho muôn ngàn lời thơ chờ mong nó đặt mi bãi vào. Rồi hát tiếp điên chim nào, rồi mình mới trở lại chủ âm là thứ. Rồi về lá thứ xong cũng lót là si do mi 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 là. Lót xong bắt đầu kết ao, mà kết ao thì y chang intro. Intro thế nào các bạn kết ao y chang vậy nha. Mà cái intro thì các bạn xem giùm mình bài số 99 nha, mình không chia sẻ lại mất thời gian các bạn. Rồi thì tóm lại nó là như vậy. Bây giờ mình sẽ ví dụ mẫu để các bạn hình dung lại, hát hết bài, hát lặp lại và sẽ kết ao cho các bạn cứ nhìn lời và âm trên màn hình nha. Boruto thì cứ như thế, các bạn áp dụng như những gì nãy giờ mình chia sẻ. Còn ví dụ các bạn thích nhanh hơn nữa, các bạn cứ đàn nhanh, thích chậm lại chút xíu các bạn cứ đàn chậm. Đó là do sở thích của các bạn, không nhất thiết các bạn phải đàn cái tempo giống như mình hoặc giống một anh em nào đó. Các bạn cứ đàn theo sở thích các bạn, muốn nhanh hơn cũng được, muốn chậm hơn cũng được, đó là tùy theo các bạn thôi nha. Rồi bây giờ các bạn tham khảo lại, mình sẽ ví dụ nè. Nguyên đoạn cuối luôn để các bạn hình dung ha. Hết điệp khúc các bạn lót á, rồi không các bạn hát đoạn cuối á. Mưa à, lót bạn, à điệp khúc. Hết điệp khúc lót xong hát đoạn cuối. À lót cái đó có thể mà các vừa là si do mi 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 la, nghe đó là này bắt đầu các bạn hát chữ đầu tiên của đoạn cuối luôn cũng được. Còn không thì lót xong đàn nhịp rồi hát đoạn cuối cũng được. Rồi đàn bỏ nhịp hát cũng được ha. Mưa buồn rơi rơi ngoài phố đó dễ ha. Rồi.
ta khi áp dụng thì các bạn cứ tự biến tấu và tự cảm nhận và tự đặt vào ở chỗ nào nó hợp, nó hay theo sở thích của các bạn, theo ý của các bạn cứ đặt vào dạng vậy đó ha. Các bạn muốn bắt đầu hát ngay chỗ nào thì các bạn cứ canh vậy là được. Rồi, bây giờ ví dụ các bạn nha, hát lộ đoạn cuối nè. Bài 98 là mình chia sẻ các bạn cách đàn kiểu đàn Boruto. Bài 99 là intro mẫu và cách out của kiểu đàn Boruto này. Và bài số 100 là bài áp dụng, bài mẫu áp dụng. Rồi 101 cũng là một bài mẫu áp dụng, 102 cũng là một bài các bạn áp dụng, 103 cũng là áp dụng, và hôm nay 104 này cũng là thêm một bài nữa để các bạn áp dụng. Áp dụng nhiều bài để chi? Để các bạn dần quen với kiểu đàn này, chứ áp dụng một hai bài thì nhiều khi các bạn cũng không quen lắm. Sao không nhuyễn lắm thì sau này nhiều khi các bạn muốn gặp những bài lạ, các bạn muốn áp dụng vào thì hơi khó. Cho nên các bạn tập nhiều bài như thế mình chia sẻ, khi mà các bạn đàn được hết những bài mà mình chia sẻ rồi, nhuần nhuyễn rồi, nhanh nhẹn rồi, lạ lướt rồi, thì sau này các bạn muốn áp dụng kiểu đàn Boruto này vào bất kỳ bản nhạc Boruto nào mà các bạn thích, đó là các bạn đàn được nha. Là các bạn sẽ thỏa mãn được đam mê, vậy thôi ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn lại các bạn ở bài số 105.